Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay ngoài xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án mới rất là gần với lại phố Xốm, thuộc với lại phố Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Từ vị trí của cái căn nhà này mọi người ạ, mà đi ra tới trường Đại học Đại Nam nó chỉ khoảng tầm 800m thôi mọi người nha, cách với ngã ba Ba La 1 km. Và với cái vị trí của ngôi nhà này đi lại vô cùng thuận lợi, ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 100m thôi mọi người ơi. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà. Ở cái dự án này thì có tổng thể là 6 căn và đã bán 3 căn, còn lại chỉ 3 căn thôi mọi người nha. Ngọc Ánh sẽ quay một trong 3 căn còn lại gửi tới quý vị. Và với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Đông Nam mọi người ạ. Diện tích trên sổ đỏ 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà 3m64, rất là rộng. Cửa chính thì thiết kế là 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà cửa chính thì ngoài ra còn có một cửa sổ phụ ở đây nữa mọi người ạ. Đây, rất là thoáng. Mặt tiền 3m64 rất rộng và hướng nhà hướng Đông Nam thì rất là mát. Mọi người theo em vào khám phá cụ thể với cái thiết kế của ngôi nhà 4 tầng thì thiết kế như thế nào. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà. Theo hiện trạng của ngôi nhà này thì chủ đầu tư đã gần như hoàn thiện xong, gần như 100% chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60 như mọi người có thể quan sát. Và đây chính là cái phần phòng khách Ngọc Ánh đang đứng. Đó, trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Chủ đầu tư cũng lắp đặt sẵn sàng hết rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng được lắp đặt đầy đủ riêng biệt. Sổ đỏ riêng biệt từng căn, bao toàn bộ phí thuế sang tên với quý vị có nhu cầu. Và giá căn nhà này là 2 tỷ 100 triệu đồng mọi người nha. 2 tỷ 100 triệu đồng thì ở trong đó quý vị nếu như mà muốn hỗ trợ ngân hàng thì quý vị chỉ có khoảng tầm 700 triệu đồng tiền mặt là quý vị đã có thể sở hữu cho mình căn nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý vị cho trong khoảng tầm 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất nha mọi người. Về phần ngân hàng thì bên Ngọc Ánh thường liên kết với lại bên ngân hàng BIDV này, Bưu điện này, Liên Việt này, Sibank này. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về ngân hàng thì vui lòng call ngay cho em nha. Ngoài ra cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế một phòng bếp ở đây. Như mọi người có thể nhìn thấy phòng bếp đây thiết kế khá là hợp lý và hài hòa. Với cái diện tích nhỏ nhắn nhưng mà đó, phần phòng bếp ở đây thiết kế toàn bộ tủ bếp là tủ gỗ. Đó. Phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, mặt bếp thì ốp đá đen granite, xung quanh bếp thì ốp gạch kích thước 30-60, rất là sạch sẽ, dễ dàng lau dọn vệ sinh. Từ vị trí của ngôi nhà như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, đi ra trường Đại học Đại Nam rất là gần, rất là thuận tiện và xung quanh thì đầy đủ những cái tiện ích chợ dân sinh, xung quanh đi học mầm non tiểu học rất là gần mọi người nha. Ngoài cái trường Đại học Đại Nam thì ở đây còn có trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại nữa mọi người ạ. Và xung quanh khu vực này thì khu công nghiệp các thứ cũng rất là nhiều, khu dân cư đông đúc, tiềm năng, cái giá trị nhà đất nó gần như nó là đang vào cái khu đang phát triển đấy mọi người. Ngoài ra với cái phần tầng 1 này, ngoài phòng bếp, phòng khách thì còn có một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh này thì nhỏ nhắn, đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Mọi người có thể ngắm nghía từ phía phòng bếp mà đi ra từ phía phòng khách, khá là rộng. Vuông vắn, với căn nhà này vuông vắn mọi người nha. Mặt tiền 3m64, mặt hậu 3m64, vuông vắn rất đẹp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà toàn bộ là gỗ lim và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Đây là phía tầng 1 của ngôi nhà. Vậy tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người lên trên khám phá cùng em nha. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau mọi người ạ. Mỗi tầng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, đây chính là phía phòng ngủ ở trên phía tầng 2, rất là thoáng và rộng nha mọi người. Đó, từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới trục đường quốc lộ 21 nó chỉ khoảng tầm 100m thôi như Ngọc Ánh vừa chia sẻ đấy. Rất là gần. Đi học con cái, quý phụ huynh nào mà có con em mình đi học ở trường Đại học Đại Nam, học ở trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại thì đây là một căn nhà rất lý tưởng để quý phụ huynh chọn lựa cho con em mình đi học mọi người nha. Cửa sổ thì được thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là sắt sơn tĩnh điện này.
Đồng thời tất cả các phòng ngủ thì chủ đầu tư đều lắp đặt sẵn ống chờ dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Đây mọi người có thể nhìn thực tế nha. Đây, áp chờ điều hòa này, dây này và đường ống này. Trên phía tầng 2 này, cái căn phòng ngủ này cũng được chủ đầu tư là lát toàn bộ là gạch kích thước 60-60, vân đá. Và cái cửa thông phòng là cửa gỗ, có hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó, với cái căn nhà này giá chào bán của khu vực thì giá rất là hợp lý mọi người nha. Tiếp theo, ngoài cái phần phòng ngủ thì ở đây là còn có một phòng vệ sinh. Đây mọi người có thể nhìn thấy phòng vệ sinh cũng vuông vắn, rất đẹp, đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa với hệ thống lavabo. Đó, cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nói chung với căn nhà này thiết kế nó không quá cầu kỳ, thực tế để mà nói thì nó rất là đơn giản, nhưng quan trọng là cái vị trí nó phù hợp với lại cái tầm tiền, tầm khả năng tài chính của quý vị thì quý vị có thể lựa chọn, và cái hướng thì là hướng Đông Nam mọi người nha. Đây là tầng 2 rồi, vậy mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế như tầng 2, nhưng Ngọc Ánh vừa chia sẻ thôi, hai phòng ngủ rộng. Khi mà bước chân lên trên phía tầng 3 thì thiết kế nó giống hệt. Đó. So với cái tầm mà tài chính 2 tỷ 100 triệu đồng này mà so với một cái căn chung cư tầm trung thì cái diện tích sử dụng của cái căn nhà này nó nhiều hơn so với cái mặt bằng của chung cư mọi người ạ. Bởi vì cứ tính tổng ra là 30m² mà thiết kế 4 tầng thì là sử dụng diện tích tổng sử dụng là 120m. Trong khi đấy có hẳn 3 phòng riêng biệt này, rồi là 3 phòng vệ sinh này. Nó khá là hợp lý và nó rất đầy đủ. Nói chung thì về cái như mà để so sánh nhà đất với chung cư thì Ngọc Ánh không chia sẻ, bởi vì cái đấy là tùy cái ý kiến cá nhân mỗi người. Nhưng mà như về cái diện tích sử dụng cái phòng ốc thiết kế thì bên nhà đất nó sẽ ưu điểm hơn hẳn đấy ạ. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đó. Phòng nào cũng rộng nha mọi người, phòng vệ sinh rất là rộng chứ không phải là cái đâu. Phòng vệ sinh đây. Đấy, đầy đủ công năng. Đây là phần tầng 3 rồi, vậy thì phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời quý vị lên khám phá nốt với Ngọc Ánh tầng 4 của ngôi nhà nha. Trên tầng 4 này cũng thiết kế gồm một cái phòng riêng. Thì quý vị có thể thiết kế ở đây là phòng thờ, có thể phòng ngủ, có thể phòng làm việc. Cái này là tùy mục đích, công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Đấy, như vậy với cái căn nhà này 4 tầng, 3 phòng riêng biệt. Đó, khu vực để máy giặt ở đây mọi người nha. Đây, có sẵn ống chờ để máy giặt rồi. Và một khu vực sân phơi riêng. Đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà. Để mà nói với cái vị trí căn nhà này thì nhắc ở đến mọi người ở phố Xốm thì chắc là ai cũng biết. Phố Xốm nó đi theo cái trục đường Ba La Hà Đông mọi người ạ. Ba La Bông Đỏ như mọi người biết ấy. Ngày xưa ấy, người ta gọi là Ba La Bông Đỏ. Thì từ cái đường trục đường Ba La đấy đi vào cái căn nhà này nó chỉ khoảng tầm 1 cây thôi. Rất là gần. Quý vị nào muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này, vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.